Các bạn đang nghe chuyện tại thư viện sách nói miễn phí, chuyendocviet.pro. Đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả để giúp kênh có chi phí để thực hiện các bộ truyện tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn. Sau đây là bộ truyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha. Tập 137. Chương 1361, Hủy diệt thần giáo, 1. Ca, khách tới rồi. Tước Nhi tới thì là Tước Nhi tới, còn gọi khách nhân nào tới? Thật là có khách nhân. Đường Xảo Xảo vụng trộm dùng cùi chỏ gõ vào đường truyền võ hai lần, hai vị này nhưng là đại sư chân chính, một vị là Lục đại sư, một vị là Mạnh đại sư, nói chuyện khách khí một chút. Con ngươi của đường truyền võ co rụt lại, đại khái đoán được thân phận của hai người Lục Dương. Người tốt. Lục Dương giả bộ như lần đầu tiên gặp được đường truyền võ. Ngài tốt, ta gọi là đường truyền võ. Không biết vì điều gì, đường truyền võ gặp gỡ Lục Dương không hiểu câu nệ, phảng phất mình vẫn lấy làm kiêu ngạo giống như bí mật sẽ bị nhìn thấu. Không có khả năng, không có khả năng, xem như đại nhân vật trong truyền thuyết cũng không có khả năng nhìn thấu bí mật của mình. Năng lực quay lại thời gian chỉ có chính hắn biết, cũng chỉ có hắn có thể lưu giữ lại ký ức trong khi thời gian quay lại. Ngươi đang học tập dược lý. Mạnh Cảnh Chu chú ý tới đặt lên trên mặt bàn một bản thư tịch đang mở ra, phía trên bày ra lấy các loại thảo dược phổ biến. Ừm, ca ca ta là học đồ của hiệu thuốc. Đường Xảo Xảo kiêu ngạo giới thiệu ca ca của mình. Biết chữ. Mạnh Cảnh Chu hơi có kinh ngạc, bởi vì xác suất trẻ con ở khu ổ chuột biết chữ đều không cao. Tước Nhi dạy. Thôi Tước Nhi gõ một cái vào ót của đường truyền võ, nói bao nhiêu lần, gọi là tỷ tỷ. Đường truyền võ lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, chính là không gọi. Lục Dương lộ ra nụ cười hiểu rõ, nhìn thấy tên tiểu tử đường truyền võ này là thầm mến Thôi Tước Nhi à. Cũng đúng, quen biết từ nhỏ, Thôi Tước Nhi có dáng dấp cũng rất xinh đẹp, tâm địa thiện lương, thầm mến nàng không thể bình thường hơn được. Đang lúc Lục Dương muốn cười trêu chọc đôi câu, chỉ nghe thấy phịch một tiếng, cửa gỗ vỡ vụn, mấy tên thân mặc hắc bào thần bí xâm nhập vào nhà của đường Xảo Xảo. Vành nón của tên mặc áo bào đen vẽ lấy ký hiệu khô lâu hồng phấn. Đường truyền võ nhận ra ký hiệu khô lâu, thần sắc đột biến, người của khô lâu thần giáo. Người cầm đầu phát ra tiếng cười không giống người bình thường, sốc mũ trùm lên, lộ ra một khuôn mặt xương phúc tựa như bị nước ngâm qua bình thường. Tiểu tử, ta chính là một trong 28 tinh tú thần giáo giác hộ pháp, lấy đồ vật của thần giáo ta, ngươi cho rằng trốn ở chỗ này chúng ta sẽ không tìm được sao? Giác hộ pháp liếm môi một cái, nhìn quanh bọn người Lục Dương, chỉ là một đám phàm nhân yếu đuối. Ngươi nói, là ngươi chủ động giao ra chúng ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây, hay là ta đem các ngươi đều làm thịt? Đường truyền võ nói thầm một tiếng không ổn, hắn luôn luôn hành sự cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị người của khô lâu thần giáo phát hiện. Tu sĩ quả thật có đủ loại thần thông không thể lường được. Hiện tại, trong đầu Lục Dương tràn đầy dấu chấm hỏi, khô lâu thần giáo là thứ gì? Làm sao cho tới bây giờ đều chưa từng nghe nói qua, bây giờ chỉ là luyện khí đại viên mãn cũng có thể làm hộ pháp sao? Đường truyền võ chỉ hận mình tuổi tác không đủ không có pháp tu, bằng không thì cũng không gặp mặt với tu sĩ lại bị động như thế. Đối với thủ đoạn của tu sĩ cũng biết rất ít, chỉ có thể không ngừng tập võ tăng cường bản thân. Tại 3 tháng trước hắn ra khỏi thành hái thuốc, bởi vì địa điểm hái thuốc có khoảng cách quá xa một lần đến đều mất thời gian cả ngày. Cho nên học đồ của hiệu thuốc bình thường đều sẽ ở nơi hái thuốc nghỉ ngơi 2-3 ngày, đường truyền võ cũng không ngoại lệ. Hắn tìm phiến ốc đảo nghỉ ngơi, ngày đầu tiên không có chuyện gì phát sinh, nhưng mà đến đêm khuya ngày thứ hai, có người lảo đảo nghiêng ngã chạy đến ốc đảo. Người kia trên thân bị thương nặng, không ngừng chảy máu, cho đến chết đều ôm thật chặt một cái hộp gỗ, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn. Hắn không muốn chọc phải sinh sự, cảm thấy có chuyện lớn sắp phát sinh, cũng không để ý ban đêm đi đường gặp nguy hiểm, chuẩn bị rời đi. Nhưng hắn còn chưa rời đi, liền có người mặc áo đen mang theo ký hiệu khô lâu hồng phấn bao bọc vây quanh ốc đảo, lo lắng đường truyền võ để lộ bí mật. Vận dụng pháp thuật khiến cho thể nội xương cốt của đường truyền võ nhanh chóng sinh trưởng, đâm xuyên thân thể cùng với trái tim của hắn, giết chết hắn. Luân hồi lần thứ hai, đường truyền võ như cũ đợi đến người kia tử vong, mở hộp gỗ ra, phát hiện bên trong là một viên đan dược không biết và một khối nhỏ mảnh vỡ. Hắn chuẩn bị mang theo đan dược chạy trốn, nhưng đã chậm một bước, người áo đen lại lần nữa vây quanh ốc đảo, giết chết hắn. Luân hồi lần thứ ba,
Đường Truyền Võ tìm tới đan dược sau đó trực tiếp nuốt, đau đớn khó nhịn lâm vào hôn mê, trong lúc hôn mê bị người áo đen giết chết. Lần thứ tư luân hồi, Đường Truyền Võ không cân nhắc sự tình của hộp gỗ nữa, sáng sớm liền chuẩn bị trốn về Khai Hoàng Thành. Nhưng không nghĩ tới người áo đen sớm đã ở phụ cận bố trí vây quanh trùng điệp, bất kỳ người nào đều không được rời khỏi phiến khu vực này, chạy trốn thất bại lại tử vong. Luân hồi lần thứ năm, chạy ra khỏi vòng vây, chết ở bên trong bão cát đột nhiên xuất hiện. Lần thứ sáu, lần thứ bảy, chương 1362, hủy diệt thần giáo, 2. Đường Truyền Võ không ngừng luân hồi, rốt cục cũng làm rõ ràng đầu đuôi sự tình. Những người áo đen này đều là thành viên của Khô Lâu thần giáo. Thành viên đều là tu sĩ, thế lực trải rộng xung quanh 8 đại thành trì, cực kỳ khủng bố. Trong đó có một tên thành viên ham muốn bảo vật của thần giáo, trộm đi một viên tẩy tủy đan cùng với một khối tàn phiến thần bí, không biết nơi phát ra tàn phiến, lại cực kỳ sắc bén. Tại một lần luân hồi cuối cùng, hắn âm thầm mai phục trộm đi bảo vật của người đó, người kia đã trọng thương. Lại thêm hắn từ Khai Hoàng tự học trộm được Trường Tí Quyền, cùng lúc trước mấy lần luân hồi đã quen thuộc đối chiến sáo lộ, đem người kia giết chết cướp đi hộp gỗ. Nuốt tẩy tủy đan vào, sau khi tỉnh dậy xuyên qua vòng vây, người của Khô Lâu thần giáo muốn truy hắn, lại bị bão cát nhiễu loạn trận cước. Sau khi tẩy tủy thân thể của hắn mạnh lên, lại thêm đã sớm chuẩn bị đề phòng bão cát, lúc này mới chạy thoát. Không nghĩ tới sau 3 tháng vẫn là bị người của Khô Lâu thần giáo tìm tới. Phiền toái, nghe nói 28 tinh tú hộ pháp đều là đại nhân vật luyện khí đại viên mãn. Xung đột chính diện khẳng định là không được, cũng không biết lần này muốn chết bao nhiêu lần mới có thể giải quyết hết giác hộ pháp. Trong đầu Đường Truyền Võ điên cuồng tính toán cho kế hoạch luân hồi lần tiếp theo, Mộc Phật Tiết tại 10 ngày sau mở ra, hiện tại đã có rất nhiều tu sĩ ở nơi khác tiến vào Khai Hoàng Thành. Có lẽ có thể lợi dụng những tu sĩ nơi khác này giao thủ với giác hộ pháp, nhưng tu sĩ có thể giao thủ cùng với giác hộ pháp phải trúc cơ kỳ mới được, tu sĩ trúc cơ kỳ không dễ tìm à. Mà lại nghe nói giáo chủ của Khô Lâu thần giáo là lão quái Nguyên Anh, mọi cử động có thể dẫn phát thiên địa dị tượng, càng là tinh thông trên trăm loại pháp thuật. Cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, coi như vượt qua cửa này, sau đó giáo chủ thần giáo lại nên xử lý như thế nào. Đợi lát nữa, giống như lần này không cần luân hồi à. Đường Truyền Võ quay đầu nhìn về hướng Lục Đại Sư đang cúi đầu trầm tư, cùng với vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Mạnh Đại Sư. Thôi Tước Nhi và Đường Xảo Xảo đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn giác hộ pháp, có không hiểu, có nghi hoặc, có ý cười. Chính là không có sợ hãi. Người áo đen trong tay áo không ngừng có xương cốt duỗi ra, lan tràn, rất nhanh liền trải rộng toàn bộ phòng. Xương cốt bén nhọn nhắm ngay bọn người Lục Dương, chỉ cần ra lệnh một tiếng, xương cốt sẽ lan tràn nhanh chóng, đem bọn hắn đâm thành tổ ong vò vẽ. Thế nào, còn không giao ra bảo vật sao? Xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ à? Giác hộ pháp cười lạnh liên tục, hắn giết người rồi rời đi, Khai Hoàng tự coi như muốn truy tra cũng không tìm tới tung tích. Giác hộ pháp liếc mắt ra hiệu, phân phó tả hữu, động thủ. Động thủ cái gì, không thấy bản thiếu gia đang suy nghĩ hay sao? Mạnh Cảnh Chu không nhịn được nói, bước nhanh đến phía trước, không nhìn bụi gai xương cốt gì, mặc cho xương cốt đâm vào trên thân, hắn luôn cảm thấy quần áo của đám người áo đen này gặp qua ở đâu rồi. Còn người giác hộ pháp đột nhiên co lại, xương cốt không thể phá vỡ thế mà giống như là cầu vĩ thảo vậy đụng một cái liền gãy, căn bản không tạo được một chút tổn thương. Đây không có khả năng, ngươi rốt cuộc là ai? Giác hộ pháp hét lớn, bỗng cảm thấy không ổn, lần này đụng vào thiết bản. Mạnh Cảnh Chu lười nhác nói nhảm, phóng thích uy áp, không giận tự uy, bọn người giác hộ pháp tựa như gánh vác núi sông nặng tựa vạn cân, ầm một tiếng nằm dạp trên mặt đất, thất khiếu chảy máu. Ngươi dám giết ta, dám chọc Khô Lâu thần giáo chúng ta, coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển cũng sẽ bị chúng ta giết chết. Đừng tưởng rằng những người khác giống như ta, ta chỉ là một trong 28 vị hộ pháp có thực lực thấp nhất thôi. Ngoại trừ 28 tinh tú hộ pháp, phía trên ta còn có Thất Diệu hộ pháp, Tứ Tượng hộ pháp, Tả Hữu hộ pháp, Thánh Nữ thánh tử, còn có giáo chủ thần bí khó lường. Lục Dương ngẩng đầu, bừng tỉnh đại ngộ, ta nói ngươi bộ quần áo này thế nào thấy nhìn quen mắt như thế, ta gặp qua rồi à. Hắn từ trong ngọc bội lấy ra áo bào màu đen, Khô Lâu bên trên áo bào đen lấy tơ vàng ngân tuyến thêu dệt thành, làm công tinh lương. Giác hộ pháp nhìn thấy áo bào đen trong tay Lục Dương, giống như là gặp phải quỷ, trong lòng có vô tận sợ hãi lan tràn,
rốt cuộc khống chế không nổi âm thanh. Đây là quần áo của giáo chủ. Lúc hắn đảm nhiệm chức hộ pháp, may mắn gặp được Bạch Cốt phu nhân một lần ngồi ở trong núi thây biển máu, vô số huyết bộc, xương bộc. Lục Dương nhớ lại quá trình đến Khai Hoàng Thành nói, trên đường đến Khai Hoàng Thành trùng hợp gặp một xương cốt tinh tự xưng là Bạch Cốt phu nhân gì đó. Muốn thu Lão Mạnh làm quản gia, Lão Mạnh thuận tay giải quyết ả, thì ra ả là giáo chủ của các ngươi. Nếu không phải người áo đen đến một chuyến hiển lộ rõ ràng cảm giác tồn tại như vậy, Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu đối Bạch Cốt phu nhân loại tiểu lâu la này thật đúng là không có gì ấn tượng. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1363, ai nói tiên nhân phải tự kiềm chế thân phận mà không nên xuất thủ? 1. Chuyện này sao có thể? Giáo chủ thế nhưng là tại 50 năm trước đã toái đan thành anh uy tín tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ lâu năm. Giác hộ pháp như cũ không thể tin, đây chính là tu sĩ Nguyên Anh không gì làm không được à. Lục Dương ngẫm nghĩ một lát, vậy Bạch Cốt phu nhân này là thật sự lợi hại, 50 năm trước hắn khẳng định là đánh không lại Bạch Cốt phu nhân. Ngược lại là không nghĩ tới xương cốt tinh này còn có thuộc hạ, vừa vặn ngươi qua đây, lập tức đưa toàn bộ bọn ngươi ra đi. Lục Dương quay đầu hỏi bọn người đường truyền võ, các ngươi buổi chiều không có việc gì à, muốn đi theo hai ta giải quyết thần giáo quái quỷ này hay không? Chúng ta tranh thủ tốc độ nhanh một chút, có thể còn kịp ăn cơm chiều. Đường truyền võ cứng ngắc gật đầu, đầu óc có chút quá tải. Đường Xảo Xảo cùng với Thôi Tước Nhi ngược lại là biểu hiện tương đối hưng phấn, chuyện này so sánh với chạy chơi xung quanh Khai Hoàng Thành thú vị hơn nhiều. Căn cứ theo kết quả siêu hồn của tên giác hộ pháp, hai người Lục Dương trực tiếp tìm tới hang ổ của Khô Lâu thần giáo, không nói nhiều lời, trực tiếp đại khai sát giới. Kẻ nào dám xông vào thần giáo? Tinh Tú hộ pháp cứu ta. Thất Diệu hộ pháp cứu ta. Tứ Tượng hộ pháp cứu ta. Tả Hữu hộ pháp cứu ta. Đường Xảo Xảo ngươi thân là phân thân bồi dưỡng cho bản tọa. Các ngươi nếu dám giết ta, ta liền dẫn bạo máu trên người Đường Xảo Xảo. Thánh Nữ cứu ta. Thánh Tử cứu ta. Hô! Cuối cùng cũng làm xong. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu một đường giết sạch Khô Lâu thần giáo, trừ bỏ 6 cứ điểm, động tác tương đối cấp tốc, so với dự đoán nhanh hơn. Trước đó giết quá nhanh, lại nói dáng dấp Đường Xảo Xảo có phải cùng với Tả Hộ Pháp có điểm giống hay không, Tả Hộ Pháp trước khi chết còn nói vài lời gì đó. Mạnh Cảnh Chu nhún vai, đại khái là loại hình bồi dưỡng xong dùng để đoạt xá phân thân A, không quan trọng. Dù sao Tả Hộ Pháp cũng đã chết, nha đầu kia biết quá nhiều ngược lại dễ dàng xuất hiện vấn đề tâm lý. Cũng phải, toàn bộ hành trình ánh mắt của Đường truyền võ đờ đẫn, còn chưa kịp phản ứng. Từ việc giác hộ pháp xâm nhập ra môn một khắc này, hắn đều nghĩ kỹ đến việc chết mấy chục lần, không ngừng luân hồi, ở trong khe hẹp sinh tồn. Chuẩn bị cùng với Khô Lâu thần giáo đấu trí đấu dũng, nói không chừng còn có thể giải khai thân thế chi mê của tiểu muội. Làm sao một mức đến chưa đã giải quyết toàn bộ. Khô Lâu thần giáo này tên gọi rất lớn, cũng không thấy có thứ gì đáng tiền. Hai người Lục Dương mang theo ba người đường truyền võ vơ vét tài bảo của Khô Lâu thần giáo, còn không có lưu lại nhiều tài sản như Tam Mục Quỷ Tăng và Không Động Âm Ảnh. Mạnh Cảnh Chu một bên vơ vét một bên bất mãn lầm bầm, ngươi nói các ngươi êm đẹp gọi cái gì Khô Lâu thần giáo, khiến cho ta còn tưởng rằng so với Vô Tình giáo, Bất Hủ giáo cùng một cấp bậc, phải bắt được cá lớn, kết quả chỉ là như này. Hai người Lục Dương là trải qua sự đời, đã rất ít có đồ vật có thể rơi vào trong mắt của bọn họ, nhưng đối với ba người đường truyền võ thì khác biệt. Bất kỳ một vật phẩm nào trong Khô Lâu thần giáo theo bọn hắn nghĩ đều là bảo vật có giá trị không nhỏ. Tẩy tủy đan mà đường truyền võ trước đó dùng qua, Lục Dương vơ vét đi ra được mấy bình. Đều là đồ chơi không đáng tiền, một giọt máu của hắn cùng với Lão Mạnh đều có tác dụng hơn so với tẩy tủy đan. Đến hóa thần kỳ, trải qua nhiều lần bài trừ tạp chất, thân thể đã tựa như thiên sinh địa dưỡng, không có một tia tạp chất. Máu, thịt, xương đều ẩn chứa linh lực cực kỳ khủng bố, đối với tu sĩ luyện khí trúc cơ đều là chí bảo. Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu thì càng không cần nói, thể phách của bọn hắn thậm chí đạt tới cấp độ hợp thể kỳ, càng tăng kinh khủng. Đúng rồi, tên giác hộ pháp nói ngươi cầm lấy đồ vật của bọn hắn, ngươi lấy cái gì rồi? Đường truyền võ xoắn xuýt. Không xác định là không hướng hai người Lục Dương nói ra chân tướng, tẩy tủy đan không phải là đại sự gì. Nhưng viên tàn phiến kia coi như không tầm thường, mặc dù không rõ lai lịch, nhưng sắc bén dị thường,
tuyệt đối không phải vật phẩm tầm thường. Mặc dù hai người Lục Dương thanh danh truyền xa, nhưng vạn nhất nếu là thấy hơi tiền nổi máu tham thì làm sao bây giờ? Hắn cắn răng, quyết định thử một lần, coi như bọn hắn thấy hơi tiền nổi máu tham mình cũng có thể làm lại. Lần kia ta ra ngoài hái thuốc, ngẫu nhiên đụng phải người của Khô Lâu thần giáo, từ trong người một tên sắp chết lấy được một cái hộp gỗ, trong hộp có tẩy tủy đan cùng với một miếng tàn phiến. Tàn phiến bị ta giấu ở địa phương khác, không mang theo trên người. Đường truyền võ lo lắng người của Khô Lâu thần giáo tìm đến trực tiếp từ trên người hắn tìm ra tàn phiến giấu ở địa phương khác còn có thể quần nhau một hai. Có thể để cho ta xem một chút không? Lục Dương chủ yếu là lo lắng tàn phiến là vật phẩm nguy hiểm gì, đường truyền võ giữ lấy có khả năng gặp nguy hiểm. Giải quyết xong Khô Lâu thần giáo, một đoàn người đi theo đường truyền võ đi vào đến một gốc đại thụ trong Khai Hoàng Thành. Đường truyền võ tay chân lanh lẹ từ tổ chim trên cây lấy ra mảnh tàn phiến kia, bên trong tàn phiến có hoa văn phức tạp, không biết là loại trận pháp nào. Chương 1364, ai nói tiên nhân phải tự kiềm chế thân phận mà không nên xuất thủ? 2. Lục Dương dùng thần thức quét hình tàn phiến, lại hỏi thăm tiên tử nhìn xem, rất nhanh giã đưa ra kết luận. Giống như là một bộ phận đỉnh, chủ yếu chất liệu là thiên tinh đồng, đỉnh hoàn chỉnh hẳn là pháp bảo của tu sĩ độ kiếp kỳ. Mạnh Cảnh Chu kinh ngạc ghé mắt nhìn Lục Dương, tiểu tử ngươi không phải không hiểu luyện khí sao, còn có thể nhìn ra nhiều đồ như vậy. Khô Lâu thần giáo loại giáo chủ này thế lực nhỏ mới chỉ là nguyên anh sơ kỳ, là không thể nào nắm giữ đồ vật của tu sĩ độ kiếp kỳ, cho dù là tàn phiến cũng không có khả năng. Đại khái là dưới cơ duyên gặp phải đạt được, chính Khô Lâu thần giáo cũng không biết lai lịch của thứ này. Lục Dương đem tàn phiến trả lại cho đường truyền võ, cầm đi, miếng mảnh vỡ này có chút lai lịch, là thứ tốt, nếu có thể tìm tới mảnh vỡ khác, hẳn là có thể tự động ghép lại thành đỉnh hoàn chỉnh. Pháp bảo cấp bậc độ kiếp mà thôi, không phải đồ vật đáng để ngạc nhiên gì, không có nguy hiểm là được. Đường truyền võ thận trọng cất kỹ, đây chính là tàn phiến pháp bảo của đại năng độ kiếp kỳ, giá trị liên thành. Nếu là mình ngày sau vận khí tốt, tìm tới miếng tàn phiến khác, còn có thể đạt được đỉnh hoàn chỉnh. Vậy thì làm phiền thôi cô nương dẫn bọn ta tìm một chỗ dùng cơm. Hai người Lục Dương vô cùng lo lắng giải quyết xong Khô Lâu thần giáo, chính là vì gặp phải giờ cơm. Màn đêm buông xuống, Khai Hoàng Thành vẫn như cũ vô cùng náo nhiệt, Thôi Tước Nhi dẫn theo mọi người đi tới một chỗ tửu lâu xa hoa trụy lạc. Chính là chỗ này. Sau đó hai người Lục Dương liền vào ăn cháo cao cấp. Lục Dương thật sự rất muốn nói Phật Quốc các ngươi có thể đổi một loại phương pháp khác hay không, cái thứ này nhìn hoàn toàn không có muốn ăn. Trước đó ta còn đã đồng ý mang đặc sản của Phật Quốc về cho Mộng Mộng tỷ, ta cũng không thể mang một thùng cháo trở về được. Mặc dù bộ dáng cháo cao cấp một lời khó nói hết, nhưng hương vị quả thực không tệ, không đến mức rất khó nuốt xuống như giữa trưa ăn như thế. Sau khi cơm nước xong, Thôi Tước Nhi lại dựa theo ước định, mang theo hai người Lục Dương giới thiệu Khai Hoàng Thành, huynh muội họ Đường ở một bên cười cười nói nói. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta cũng nên trở về. Lục Dương nói, Khai Hoàng Thành rất lớn, thời gian một buổi tối tuyệt đối không thể đi hết. Tinh lực của hắn cùng với lão Mạnh dồi dào có thể đi thẳng, ba người Thôi Tước Nhi lại không được, bọn hắn tinh lực có hạn. Sợ trên đường trở về phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn, Lục Dương dẫn ba người bọn hắn từng người đưa về trong nhà. Hai chúng ta sẽ còn ở tại Khai Hoàng tự một thời gian ngắn, nếu là gặp phải chuyện gì tùy thời có thể đến tìm ta. Trước khi chia tay, Lục Dương suy nghĩ một chút, ngón trỏ bắn ra ba giọt huyết dịch, rơi vào trong tay ba người. Cũng không thể để các ngươi trắng tay giới thiệu Khai Hoàng Thành cho chúng ta, ba giọt máu này để làm thù lao. So với tẩy tủy đan có tác dụng nhiều lắm, nhớ kỹ dùng nước pha loãng một chút, bằng không thì thân thể của các ngươi không chịu nổi. Máu của lão Mạnh không thể tùy tiện cho người khác, tác dụng phụ quá lớn, máu của hắn thì không có loại cố kỵ này. Gặp lại sau, chùa Tây Thiên. Mạnh quân tử Cương Trảo mang theo dư nghiệt của Vô Tình giáo đắc ý trở về, biểu hiện ra ở trước mặt trụ trì Minh Ngữ đại sư. Ngươi xem ta mang cái gì tới, Mạnh gia chúng ta gia nhập Phật Quốc các ngươi, tuyệt đối có thể tìm tới người của Vô Tình giáo. Minh Ngữ đại sư khóe mặt giật một cái co lại, xác thực muốn thừa nhận, từ khi Mạnh gia gia nhập Phật Quốc, cùng với tăng nhân của chùa Tây Thiên cùng nhau tìm kiếm tung tích của Vô Tình giáo, thu hoạch xác thực rất lớn, chuyện này đều đã bắt được mấy tên trưởng lão Vô Tình giáo rồi. Thiện tai, không nghĩ tới Mạnh thí chủ sẽ đích thân xuất thủ.
Hắn vốn cho rằng Mạnh Quân Tử thân là tiên nhân trong truyền thuyết, làm sao cũng phải tự kiềm chế thân phận mà không xuất thủ, phái tiểu bối Mạnh ra xuất mã bắt người. Không nghĩ tới là tự mình động thủ. Mạnh Quân Tử đem dư nghiệt của Vô Tình Giáo tùy ý ném qua một bên, tùy tiện tọa hạ, Tiểu Minh ngươi đây là không hiểu được. Ta trước kia không xuất thủ, đó là vì lừa gạt Quan Sơn Hải, hiện tại Quan Sơn Hải đều bị bắt lấy, ta còn không phải xuất thế lộ diện. Minh Ngữ Đại Sư chắp tay trước ngực, không nói gì thêm. Tăng Nhân đã báo cáo qua với hắn, khi Mạnh Quân Tử đi bắt người, có thể nói là tương đối lộ diện. Lúc Mạnh Quân Tử bắt trưởng lão của Vô Tình Giáo, thi triển đủ loại thiên địa dị tượng, phảng phất toàn bộ trời đất đều trở thành sân nhà của hắn, người toàn thành đều quỳ xuống quỳ bái, hô to thế tôn hiển linh. Lúc ấy trưởng lão Vô Tình Giáo đầu óc trống rỗng, hắn coi như là tội ác tày trời, cũng không trở thành khiến cho tiên nhân xuất mã bắt hắn. Thay vào đó người bắt hắn hẳn phải là tu vi không sai biệt lắm với hắn mới phải, này làm sao trực tiếp bán tiên vượt qua độ kiếp kỳ, bắt giáo chủ đều không cần đến loại đội hình này à. Mạnh Quân Tử hồi tưởng lại phản ứng của người trong toàn thành, khóe miệng liền không cầm được dương lên. Nhịn 10 vạn năm, cuối cùng là có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ. Cái gì mà tiên nhân tự kiềm chế thân phận không nên xuất thủ, đều là chuyện không có. Hắn tân tân khổ khổ tu luyện, không phải là vì hiện tại sao. May mắn mà có Vân Chi tiểu sư đệ cho cơ hội à. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1365, Nữ Đầu Bếp. Muốn nói bây giờ tồn tại chói mắt nhất Phật Quốc, không ai qua được hướng tới Phật Pháp, trong lòng còn có thiện niệm, Mạnh Quân Tử vừa mới gia nhập Phật Quốc. Mạnh Quân Tử vì bắt giáo chúng Vô Tình Giáo, tại Phật Quốc đại hiển thần uy, uy phong lẫm liệt. Hiện tại Phật Quốc cho dù là thông tin không tiện lợi, tin tức vẫn như cũ lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp Phật Quốc. So sánh việc Lục Dương cùng với Mạnh Cảnh Chu tham gia Mộc Phật Tiết ở Khai Hoàng Thành, bất quá chỉ là lưu truyền tin tức tại ở giữa vài tòa thành trì mà thôi, không chút nào thu hút. Mạnh Quân Tử càng nghĩ càng thấy được Vân Chi tiểu sư đệ là người tài năng dễ uốn nắn, tới Phật Quốc một chuyến liền có thể cung cấp cho mình cơ hội tốt như vậy. Nếu không phải Vân Chi đạo hữu cực kỳ chăm sóc, nói cái gì đều muốn đem hắn kéo vào Mạnh gia chúng ta. Được rồi, không muốn những thứ này. Mạnh Quân Tử lắc lắc đầu, đem phiền não không vui vãi ra, phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt ở Phật Quốc. Vậy thì Tiểu Minh ngươi tiếp đến bận bịu, ta tiếp tục đi bắt người. Mạnh Quân Tử rất thích cảm giác được người quỳ bái, tương đương nhất thời xúc động. Lần trước có loại đãi ngộ này, vẫn là thời điểm chinh chiến thiên hạ vào 10 vạn năm trước. Minh Ngữ Đại Sư đã nhìn ra, Mạnh Quân Tử là thật sự một lòng nhào vào bắt người của Vô Tình Giáo thuận tiện cho việc hiển thánh trên đó. Dạo này cũng tốt, đừng luôn cứ đợi ở chùa Tây Thiên chúng ta, miễn cho nhìn ra chùa Tây Thiên chân chính ỷ vào, vô duyên vô cớ sinh ra nhiễu loạn. Thiên Vương Thành, một trong 12 tòa thành lớn đỉnh cấp tại Phật Quốc, trụ trì chùa Thiên Vương càng là người có tu vi độ kiếp trung kỳ, Phật Pháp cao thâm, thực lực phi phàm. Mây đen kéo đến thành, mưa rào xối xả, Mạnh Quân Tử đi vào Thiên Vương Thành, dạo bước ở trong mưa, giọt mưa không chạm đến, hồi tưởng đến ký ức đạt được nhờ việc siêu hồn. Từ khi Bất Ngữ đạo nhân đột phá độ kiếp kỳ, sau khi bắt lấy một vị phó giáo chủ Vô Tình Giáo, đại hạ liền trắng trợn bắt Vô Tình Giáo. Đến mức tầng dưới bên trong Vô Tình Giáo toàn quân bị diệt, chỉ còn lại cao tầng kéo dài chút hơi tàn. Vô Tình Giáo lo lắng bị đại hạ một mẻ hốt gọn, cao tầng ở giữa cũng áp dụng phương thức liên lạc đơn hướng, từ giáo chủ hướng phó giáo chủ ra lệnh, phó giáo chủ hướng trưởng lão ra lệnh. Bất quá ngẫu nhiên cũng có trưởng lão ở giữa bởi vì đủ loại nguyên nhân tự mình giao lưu. Mạnh Quân Tử từ trong trí nhớ của trưởng lão Vô Tình Giáo bị bắt trước đó, biết được Thiên Vương Thành ẩn giấu đi một trưởng lão Vô Tình Giáo. Vậy chọn nơi này đi. Mạnh Quân Tử ngoặt vào cái hẻm nhỏ, chỗ sâu trong ngõ nhỏ có một tiểu điếm rách dưới, tiểu điếm kể cả tên tiệm cũng không có. Căn cứ theo kinh nghiệm tìm kiếm thức ăn ngon của Mạnh Quân Tử, càng là loại địa phương vắng vẻ này, loại tiểu điếm rách dưới này, thường thường mới có mỹ thực kinh động như gặp thiên nhân. Mạnh Quân Tử cùng với mấy vị lão tổ độ kiếp Mạnh ra truyền âm, các ngươi chờ một lúc đem người bước đến ta chỗ này, sự tình phía sau cũng không cần quản. Đó. Mấy vị lão tổ độ kiếp Mạnh ra cùng nhau truyền âm trả lời. Mạnh Quân Tử mỉm cười đi vào tiểu điếm, khác biệt so với tiểu điếm bẩn thỉu nhìn từ bên ngoài, bên trong tiểu điếm sạch sẽ gọn gàng, cho người một loại cảm giác thư thái.
Hắn ở trong tiệm nhìn một vòng, cũng không có nhìn thấy thực đơn. Điều này khiến hắn càng phát ra chắc chắn ông chủ của cửa hàng này nhất định là cao nhân. Lão bản, nơi này của các ngươi có món gì đặc sắc? Mạnh Quân Tử hướng về phía sau bếp hô. Nghe được có khách, nữ đầu bếp mặc váy màu xám vén rèm cửa lên, cầm cái nồi từ sau bếp đi ra. Mạnh Quân Tử nhìn thấy nữ đầu bếp, sửng sốt một chút. Nữ đầu bếp ngũ quan tinh xảo, phảng phất đại sư tinh điêu tế trác, xinh đẹp đến mức khiến cho người ta ngạt thở. Mạnh Quân Tử thầm giật mình, một nơi nhỏ như này lại có nữ đầu bếp xinh đẹp như thế, xem như danh xưng thiên hạ đệ nhất mỹ nhân truy nguyệt của 10 vạn năm trước. So sánh với vị nữ đầu bếp này đều kém một bậc, chỉ có Vân Chi có thể so sánh cùng với nàng. Mà lại cùng Vân Chi cho người cảm giác cũng kém không nhiều, thân sắc lạnh lùng, một bộ dáng vẻ người sống chớ quấy rầy. Mạnh Quân Tử cười thầm trong lòng, tại trước mặt vị nữ đầu bếp mỹ mạo này hiển thánh trước mặt người khác cũng tốt. Lão bản, ngươi nơi này có thực đơn không? Không có, ta làm đồ ăn ngẫu nhiên, ngươi có muốn ăn hay không? Đối mặt khách nhân hiếm có, nữ đầu bếp không có một tia nhiệt tình, lạnh như băng, cách biệt người ở ngoài ngàn dặm. Vậy thì cho ta đến một phần. Mạnh Quân Tử cũng không thèm để ý đến thái độ của vị nữ đầu bếp này. Được. Nữ đầu bếp không nói gì nhiều, quay người đi vào sau bếp, rất nhanh liền truyền đến âm thanh loảng xoảng bang thái thịt. Không bao lâu, sau bếp truyền đến mùi thơm, nữ đầu bếp bưng một bàn cháo cùng với một chén cơm đi ra. Mùi thơm chính là từ món cháo này bay tới. Mạnh Quân Tử sống lưng có chút thẳng tắp, biểu thị sự tôn trọng đối với thức ăn ngon, hắn nếm qua rất nhiều cháo, hương vị cháo hắn đã ngửi thấy cũng không bằng mùi thơm của bàn cháo này. Mạnh Quân Tử nếm một thìa cháo, sắc mặt một đắng, một ngụm phun ra. Làm sao mặn như thế, ngươi thả bao nhiêu muối vào? Mạnh Quân Tử sống 10 vạn năm, chưa từng ăn qua món ăn khó ăn như vậy. Chương 1366, Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, 1. Nữ đầu bếp hừ lạnh một tiếng, không có phẩm vị. À, Mạnh Quân Tử khinh thường chấp nhặt với phàm nhân, hắn chỉnh lý tốt quần áo, dọn xong tạo hình, yên lặng chờ con mồi tự chui đầu vào lưới. Mưa to còn đang rơi, Bạch Hồn trưởng lão của Vô Tình giáo khẩn khẩn trương trương ở trong cơn mưa phi nước đại, ám đạo không ổn. Lại có vòng vây mấy độ kiếp kỳ, may mắn hắn có mấy thủ đoạn bảo mệnh, nguyên khí thương tổn nặng liều mạng chạy thoát. Hắn che lấy xương sườn, không ngừng chảy máu, lại ngay cả thời gian chữa thương cũng không có. Bạch Hồn biết kia mấy tên độ kiếp kỳ còn đang ở Thiên Vương Thành, đang dùng thần thức tìm kiếm tung tích của hắn, hắn không thể không ngụy trang thành phàm nhân, bốn phía ẩn núp. Chẳng biết lúc nào, hắn trốn vào trong hẻm nhỏ, chỗ sâu trong hẻm nhỏ có một căn tiểu điếm rách dưới. Bạch Hồn đã bị buộc không đường có thể trốn, chỉ có thể xông vào tiểu điếm này, hy vọng những tên độ kiếp kỳ kia không phát hiện ra hắn. Hắn đánh vỡ màn mưa, lỗ mãng xâm nhập vào tiểu điếm, phát hiện trong tiểu điếm chỉ có một vị khách cùng với một nữ đầu bếp, đều là phàm nhân. Tạm thời an toàn, Bạch Hồn trầm tĩnh lại, tạm thời không có cảm giác được thần thức độ kiếp kỳ. Thật an toàn sao? Một thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên, không khác đất bằng có kinh lôi, dọa đến hắn khẽ run rẩy. Kẻ nào? Hắn bỗng nhiên đứng dậy, rất nhanh chóng đem ánh mắt khóa chặt ở trên thân tên khách nhân kia. Khách nhân áo mũ chỉnh tề, hững hờ thổi thìa cháo bên trong, nhìn về phía Bạch Hồn, lộ ra vẻ mặt cười mạt chắc cao thâm. Trưởng lão Vô Tình giáo Bạch Hồn thật sao? Khách nhân vẫn như cũ là bộ dáng vẻ hững hờ kia, lại cho Bạch Hồn cảm giác rợn cả tóc gáy, giống như là bị hung thú hồng hoang gì đó để mắt tới. Ngươi là ai? Bạch Hồn như lâm đại địch, cái trán toát ra một tầng mồ hôi lạnh tinh mịn, hắn thân là trưởng lão Vô Tình giáo, vốn là người vô tình, nhưng lúc này lại bị dọa đến có cảm giác sợ hãi. Khách nhân buông thìa xuống, lau miệng, có lẽ ngươi nghe qua tên của ta gọi là Mạnh Quân Tử. Tiên nhân Mạnh Quân Tử, Bạch Hồn cạch 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 lui lại mấy bước, như là thấy quỷ. Ngươi, rốt cục cũng đến phiên Mạnh Quân Tử đến bắt mình sao? Chuyện của các ngươi đi ra bên ngoài giải quyết, không muốn giày vò ở chỗ này của ta. Nữ đầu bếp lạnh lùng ra lệnh đuổi khách. Mạnh Quân Tử quay đầu cười nói, cô nương chớ sợ, có ta ở nơi này, tuyệt đối an toàn. Những lời ta nói các ngươi nghe không hiểu sao, ta bảo các ngươi ra ngoài. Mấy lời của nữ đầu bếp rơi xuống, bỗng nhiên chính là một cước, trực tiếp đạp Mạnh Quân Tử bay ra ngoài. Mạnh Quân Tử trực tiếp bị đạp vào trong mưa,
thân thể trên không trung lăn lộn mấy vòng mới đứng vững, không thể tin nhìn qua nữ đầu bếp tuyệt mỹ đi ra tiểu điếm. Thông qua màn mưa, Mạnh Quân Tử kinh nghi bất định nhìn qua nữ đầu bếp từ tiểu điếm đi ra, nữ đầu bếp giống như hắn, thân ở trong mưa, giọt mưa không chạm vào. Coi như hắn mới vừa rồi không có phòng bị nữ đầu bếp được như ý đánh lén, nhưng vậy cũng không phải chuyện mà tu sĩ tầm thường có thể làm được. Tiên nhân. Nữ đầu bếp này lại là một tiên nhân. Lão tổ. Mấy vị độ kiếp kỳ Mạnh gia mơ hồ phát giác được có chuyện không ổn, muốn chạy đến hỗ trợ. Đừng tới đây. Mạnh Quân Tử nghiêm nghị ngăn cản bọn hắn, lúc này độ kiếp kỳ không được một chút xíu tác dụng. Người. Mạnh Quân Tử vừa định thăm dò thân phận của nữ đầu bếp, nào có thể đoán được nữ đầu bếp trong nháy mắt lại biến mất ngay tại chỗ. Đột ngột xuất hiện ở trước mặt Mạnh Quân Tử, tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi. Nữ đầu bếp một quyền nện vào trên bụng Mạnh Quân Tử, Mạnh Quân Tử giống như là tôm bự uốn lượn lấy thân thể, bay thẳng ra chân trời, đi vào mây đen phía trên. Mạnh Quân Tử đại não cấp tốc vận chuyển, đem thân phận nữ đầu bếp cùng với tiên nhân đã biết so sánh, bên trong bốn tiên thượng cổ cũng không nữ tiên. Trung Thiên Đế Quân cùng với Tư Mệnh cũng không phải là nữ tiên, không phải Ngu Đế Võ Nghiêu, không phải Quan Sơn Hải, đối phương rốt cuộc là ai, làm sao tất cả tiên nhân đều không thể so sánh ra. Chờ một chút, dường như có một tiên nhân không biết thân phận. Mạnh Quân Tử bỗng nhiên nhớ tới, Đông Hải chiến, Vân Chi cùng với tiên nhân bao phủ ở bên trong sương mù xám mà chiến đấu. Sau đó hắn cùng với Khương Bình An còn hỏi qua Vân Chi về tình huống trận chiến đó, hỏi ra thân phận Hôi Vũ tiên nhân, Vân Chi nói thân phận vị tiên này không thể nói ra. Sương mù xám, váy xám, chẳng lẽ nàng chính là Hôi Vũ tiên nhân trong trận chiến Đông Hải? Ngươi là ai? Mạnh Quân Tử quát hỏi, kinh hãi không thôi, tốc độ của đối phương, lực lượng đều trên mình, giống như là mình đối mặt với Vân Chi, nàng đến cuối cùng là vị tiên nhân nào? Con ngươi đậu đậu xám giống như giếng cổ, bình tĩnh khiến cho người dùng mình. Người khai sáng ra hệ thống luyện khí, vị tiên nhân thượng cổ đầu tiên. Đậu đậu xám tùy ý biên ra một thân phận. Cái gì? Mạnh Quân Tử sững sờ người khai sáng hệ thống luyện khí, đối phương đến cuối cùng là sao mà cổ lão tồn tại? Mạnh Quân Tử còn muốn nói điều gì, chỉ thấy lòng bàn tay đậu đậu xám xuất hiện một đạo vòng xoáy màu đen kinh khủng, linh khí trên bầu trời. Dưới chân mây đen đều bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, thậm chí không gian cũng bắt đầu không ổn định, tựa như là bị vòng xoáy màu đen xé nát. Đi! Đậu đậu xám ném vòng xoáy màu đen ra, tốc độ di chuyển của vòng xoáy không nhanh, Mạnh Quân Tử vốn định né tránh, chợt phát hiện theo vòng xoáy màu đen xuất hiện, thời gian trở nên cực kỳ chậm chạp. Các bạn đang nghe chuyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Chương 1367, Thiên Thượng Thiên Hạ, Duy Ngã Độc Tôn, 2. Sư Hổ Song Ấn. Mạnh Quân Tử đưa tay chính là làm ra hai ấn ký, trái phải phân biệt thoát ra sư hổ hung mãnh, sư là màu đen, hổ là màu trắng, uy phong lẫm liệt, bào hao thiên địa, theo âm thanh có thể chấn vỡ không gian. Sư hổ đen trắng đạp nát không gian, vòng quanh vòng xoáy màu đen xoay tròn, sư hổ đen trắng đại biểu cho âm dương chi lực lôi kéo, muốn đem vòng xoáy màu đen xé mở. Nhưng mà vòng xoáy màu đen khủng bố hơn nhiều, khác xa so với Mạnh Quân Tử tưởng tượng, sư hổ đen trắng tới gần vòng xoáy màu đen. Giống như là hai con dã thú bị vây ở trong biển vòng xoáy, không có chút nào khả năng còn sống, sẽ chỉ bị biển cả vô tình thôn phệ. Mượn, tốc độ đạo quả hình thức ban đầu. Nhìn thấy sư hổ song ấn bị vòng xoáy màu đen thôn phệ, Mạnh Quân Tử mượn dùng của tốc độ đạo quả, tự thân gia tăng tốc độ, phi độn rời xa vòng xoáy màu đen. Thôn phệ một loại đạo quả, sư hổ song ấn bị hóa giải một cách tùy tiện. Nói rõ vòng xoáy màu đen kia là một trong thủ đoạn đạo quả cụ hiện của đậu đậu xám. Thật sự coi chính mình vô địch hay sao? Mạnh Quân Tử cũng tới hỏa khí, hắn thế nhưng là tiên nhân từ cuối thời kỳ Đại Ngu niên đại núi thây biển máu kia giết ra đến. Hắn còn chiến thắng quốc sư Đại Ngu Quan Sơn Hải, bàn về chiến lực hắn không sợ bất kỳ kẻ nào. Ngàn truy lưu ly thân. Mạnh Quân Tử bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng ánh sáng óng ánh, tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây là chi pháp luyện thể mà hắn tự mình nghiên cứu ra được chỉ thuộc về hắn. Rèn luyện muôn vàn, trải qua vạn lần lôi kiếp, chính là Khương Bình An cũng không dám tay không tấc sắt vật lộn với trạng thái này của hắn. Đối mặt với Mạnh Quân Tử phẫn nộ, đậu đậu xám bất vi sở động, nàng một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa,
miệng phun chân ngôn, thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, tiên đạo sát quyền. Đậu Đậu Xám nhìn xuống vạn vật, bế nghễ nhân gian, có một cỗ khí thế vô địch, mặc cho thiên tài tuyệt đại trải qua ngàn lần khổ hạnh, quật khởi thành tiên, cũng không bằng nàng. Quyền ra vô song, trời đất vì đó mà biến sắc, chi lực của tịch diệt đạo quả mênh mông vô biên, toàn bộ rót vào quyền. Nàng tin tưởng bản thân là vô địch, mượn dùng bất kỳ tiên khí gì chiến đấu đều là khinh nhờn đối với thực lực của nàng. Ầm ầm, trên tầng mây vang lên vô số tiếng oanh tạc, phảng phất có hơn ngàn con chân long gào thét, đinh tai nhức óc. Phốc, lưu ly thân vỡ vụn, trên ngực của Mạnh Quân Tử trực tiếp lõm vào, hắn không ngờ rằng nắm đấm của Đậu Đậu Xám kinh người như thế, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo thân lưu ly hoàn toàn ngăn cản không nổi, mượn tổn thương. Mạnh Quân Tử vận dụng đạo quả vay mượn, cưỡng chế đem thương thế của bản thân cấp cho Đậu Đậu Xám. Trên ngực của Đậu Đậu Xám giống như là bị mình nện cho một chút, đồng dạng tổn thương không nhẹ. Một chiêu tại đế thành này đã dùng qua trong lúc chiến đấu với Quan Sơn Hải. Quan Sơn Hải không ngừng chữa trị thương thế, lâm vào bị động. Nhưng mà Đậu Đậu Xám lại không có ý định chữa thương, kéo lấy thân thể thụ thương mà chiến đấu. Chiến lực không có chút nào suy giảm khiến cho Mạnh Quân Tử kinh hãi không thôi, chẳng lẽ đối phương lại nhìn ra mưu đồ bên trong một chiêu này. Đạo quả vay mượn, có mượn liền có trả, sau một thời gian ngắn, thương thế sẽ tự động trả về, hơn nữa còn có thể coi là bên trên lợi tức, trả về thương thế sẽ càng nặng hơn. Quan Sơn Hải không có nhìn ra điểm này mà mù quáng khôi phục thương thế, tránh khỏi tình huống thương thế trả về. Đối phương là thế nào nhìn ra điểm này? Đậu Đậu Xám không có nhìn ra điểm này, nàng chẳng qua là cảm thấy không nên chữa thương, đây là phán đoán bắt nguồn từ trực giác chiến đấu. Hai người từ đám mây thăng thiên, chiến đến vũ trụ, hư ảnh ngôi sao đầy trời tại song tiên chiến đấu trong dư âm không ngừng lay động, hướng quá khứ, tương lai mượn lực. Hai thân ảnh vượt qua tuế nguyệt dài rằng rạc, từ quá khứ tương lai mà tới, cùng Mạnh Quân Tử kề vai chiến đấu. Hai thân ảnh này cộng lại tương đương với một vị khác Mạnh Quân Tử, chiến lực trực tiếp gấp bội. Nhưng ở trước mặt Đậu Đậu Xám, chính là bốn tiên thượng cổ đều nàng cũng không sợ, càng huống chi là một vị Mạnh Quân Tử hay là hai vị Mạnh Quân Tử, cũng không có khác nhau quá nhiều, phá hủy khái niệm thời gian. Chỉ một thoáng toàn bộ thế giới lâm vào hỗn loạn, mất đi khái niệm thời gian, thân hình Mạnh Quân Tử từ quá khứ cùng với tương lai mà tới tán loạn, sau đó khái niệm thời gian khôi phục. Mạnh Quân Tử cảm giác mình giống như là đối mặt với Vân Chi, hoàn toàn không có sức hoàn thủ, Đậu Đậu Xám liên tục ra quyền, đánh hắn mình đầy thương tích. Giải thể, Mạnh Quân Tử không còn dám ham chiến, vận dụng độn pháp, tại chỗ lưu lại một đạo phân thân tự bạo, chân thân chạy mất dép. Oanh! Vùng này bị tạc trở thành một mảnh trống không, cả hư ảnh sao trời đều biến mất không thấy. Đậu Đậu Xám đẩy ra bụi trần tự bạo, nhìn qua thân ảnh Mạnh Quân Tử biến mất không thấy gì nữa, cảm nhận một chút, phát hiện hai người cũng không sinh ra liên hệ nhân quả. Xem ra hắn là tin tưởng thân phận ta là người khai sáng ra hệ thống luyện khí. Cũng tốt, có thể lưu lại cho hắn một mạng. Nàng không quan tâm đến chuyện của Mạnh Quân Tử, trở về tiểu điếm. Lúc này trưởng lão của Vô Tình Giáo Bạch Hồn sớm đã chạy cách xa tiểu điếm, bên ngoài có độ kiếp kỳ truy đuổi hắn tính là gì, nơi này chính là có hai tôn tiên nhân à. Đậu Đậu Xám hướng về phía sau bếp hô, Tiểu Hà, đi rồi. Chương 1368, ngươi không phải nàng, ngươi cũng vĩnh viễn không thành được nàng. Đậu Đậu Xám hô một tiếng, thấy phía sau bếp không có trả lời, trực tiếp đi vào bếp sau. Trước đó tại lúc ăn cơm ở tiểu điếm, Mạnh Quân Tử mở ra tiên thức, đã phát hiện sau bếp cũng không phải là chỉ có một mình Đậu Đậu Xám, mà là hai người. Mạnh Quân Tử ăn cháo, chính là một người khác làm. Nữ tử mặc váy áo màu thiên thanh ngay ở sau bếp lau bếp lò, đều đâu vào đấy thu dọn các loại đồ dùng nhà bếp, thu vào trong nhẫn chứa đồ. Nàng quay đầu vén rèm cửa nhìn lên thăm dò Đậu Đậu Xám, thở dài một tiếng, nhưng công việc trên tay không có dừng lại. Cần gì phải chiến đấu với hắn, nếu như ngươi không ra tay, ai biết ngươi là tiên nhân. Đậu Đậu Xám đi tới giúp Thanh Hà thu dọn đồ đạc, nhìn hắn khiến ta nhớ tới Ứng Thiên Tiên, khó chịu mà thôi, ta đã truy cầu siêu thoát, vì sao muốn làm oan chính mình. Thanh Hà lung lay bình muối nhỏ, rỗng, cho nên chúng ta hiện tại cần dọn nhà. Đậu Đậu Xám xuất thủ, mặc kệ có lưu lại một mạng cho Mạnh Quân Tử hay không, tiểu điếm này đều đã bại lộ. Đậu Đậu Xám là không sợ bất kỳ người nào ngoại trừ Vân Chi ra, nhưng cũng cảm thấy phiền phức. Đợi đến khi phiền phức tìm tới cửa,
còn không bằng dọn nhà chuyển sang nơi khác tiếp tục mở cửa hàng. Dù sao tu tiên giới lớn như thế, tùy tiện tìm một chỗ là được. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đem tất cả mọi thứ đều thu nhập vào nhẫn chữ vật. Kỳ thật chỉ cần Thanh Hà nguyện ý, dùng nhẫn chữ vật quét qua, liền có thể thu dọn sạch sẽ vào trong, sở dĩ thu thập từng kiện là cảm thấy dạng này có cảm giác nghi thức. Nếu là đại nhân chân chính, chắc hẳn có thể làm như vậy. Hai người dạo bước ở trong mưa, không có chút nào cảm giác tồn tại, chính là người qua đường vội vàng chạy qua, ngay cả thủ vệ cửa thành đề phòng xâm nghiêm, đều không có phát hiện sự tồn tại của các nàng. Chúng ta tại Thiên Vương Thành chờ đợi lâu như vậy, chuyển sang nơi khác cũng rất tốt. Đậu Đậu Xám chủ động gợi chuyện, Tiểu Hà ngươi là muốn tiếp tục lưu tại Phật Quốc hay là chuyển sang nơi khác? Thanh Hà không tiếp lời gốc dạ, quay đầu hỏi, ngươi làm gì giữ ta lại, nếu ngươi truy cầu siêu thoát, trực tiếp giết ta không phải có thể càng tiến một bước. Không cần thiết đem ta lưu lại đến cuối cùng. Lông mày nhỏ bé của Đậu Đậu Xám không nhận ra nhíu một chút, không nguyện ý nói về đề tài này, nhưng vẫn là nói ra. Sau khi ta phục sinh, là ngươi một mực bồi tiếp ta, dù sao ngươi cũng chạy không thoát, ta làm gì vội vã giết ngươi. Nàng dừng một chút, quỷ thần xui khiến bổ sung một câu, nếu là ta giết chết tất cả mọi người. Đến gần vô hạn siêu thoát, vẫn như cũ không cách nào chiến thắng hung thủ, khi đó ta lại giết ngươi cũng không muộn. Thanh Hà trầm mặc một lát, bỗng nhiên nói, chú ý dùng từ của ngươi, ngươi cũng không phải là phục sinh, ngươi không phải nàng, ngươi cũng vĩnh viễn không thành được nàng. Ngươi nói cái gì? Đậu Đậu Xám giận dữ, một thanh bóp lấy cổ Thanh Hà, trong mắt lên cơn giận dữ, ngón tay có chút dùng sức, phảng phất một giây sau liền có thể cắt đứt cổ của Thanh Hà. Đừng cho là ta nhất định sẽ lưu lại ngươi đến cuối cùng mới giết. Đậu Đậu Xám cào nát linh khí che chở ở trên người Thanh Hà, mưa rào xối xả, trong nháy mắt đem Thanh Hà dầm mưa ướt sũng. Thanh Hà bị mưa xuyên thấu qua màn khoảng cách tóc trở nên ẩm ướt, giễu cợt nhìn qua Đậu Đậu Xám, toàn vẹn không sợ, ngươi thậm chí không biết danh tự của mình. Đậu Đậu Xám nhìn thấy ánh mắt Thanh Hà thấy chết không sờn, buông tay ra buông Thanh Hà xuống, hừ lạnh một tiếng, ta sẽ có tên của mình. Mạnh quân tử khập khiễng được lão tổ Đỗ Kiếp Kỳ Mạnh ra dìu vào chùa Tây Thiên. Ai u? Cái mông của hắn vừa kề đến giường, không biết đụng phải khối vết thương nào, đau trực tiếp dựng đứng lên. Chuyến này êm đẹp đến Phật Quốc hưởng phúc, làm sao đảo mắt qua liền thành dạng này rồi. Minh Ngữ Đại Sư nhìn thấy dạng này của Mạnh quân tử đều giật mình kêu lên, Phật Quốc bọn hắn khi nào có bực cao nhân này tới, có thể đánh Mạnh quân tử thành bộ dạng này. Lão tổ tông, kết quả điều tra tiểu điếm kia đã ra chưa? Lão tổ Độ Kiếp Kỳ Mạnh ra một mực cung kính nói. Mặc dù bọn hắn đã bắt lấy Bạch Hồn, nhưng bây giờ Bạch Hồn không phải trọng điểm là nữ đầu bếp tự xưng là vị tiên nhân thượng cổ đầu tiên kia. Nói một chút, đã điều tra ra cái gì? Căn cứ theo lời nói của hàng xóm láng giềng xung quanh, tiểu điếm kia mở tại cuối ngõ hẻm đã có 10 năm, cực ít có người đến đó ăn cơm. Mà lại dường như người ở nơi nào ăn cơm xong đều sẽ mất đi ký ức, quên đi bộ dáng của chủ nhân tiệm cơm, cũng quên mình nếm qua món gì. Mất trí nhớ, Mạnh quân tử lông mày nhíu lại, hiếm có như thế, êm đẹp làm sao lại mất trí nhớ. Là kết quả mà nữ đầu bếp kia tận lực làm ra, lý do là gì? Được rồi, các ngươi ở chỗ này tiếp tục điều tra vô tình giáo, ta trở về một chuyến. Mạnh quân tử cảm thấy cần phải tìm Lão Khương cùng với Vân Chi thương nghị một chút chuyện đã xảy ra hôm nay. Vấn đạo tông. Vân Chi đạo hữu, chuyện đã xảy ra chính là như vậy. Người khai sáng hệ thống luyện khí kia tuyệt đối là cổ lão tồn tại đến không thể tưởng tượng nổi. Vân Chi dùng ánh mắt quái dị nhìn Mạnh quân tử. Đây là Hôi Tiên tử lưu lại cho ngươi một mạng a. Các bạn đang nghe chuyện Ai bảo hắn tu tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí. Chuyện đọc việt.pro. Chương 1369, Long tranh hổ đấu. 1. Dùng thân phận không tồn tại tiếp nhận nhân quả, dạng này có thể khiến cho Mạnh quân tử cùng với Hôi Tiên tử không sinh ra nhân quả. Vậy thân phận thực sự của Hôi Tiên tử vẫn là không nên nói cho Mạnh quân tử, miễn cho hắn bị Hôi Tiên tử để mắt tới. Vân Chi mang theo ngữ khí cảm khái nói ra, không nghĩ tới a, tiên nhân trước đó tại Đông Hải cùng ta giao thủ, thì ra là người khai sáng hệ thống luyện khí, khó trách khó đối phó. Mạnh quân tử, ngươi nói khó đối phó, là chỉ ngươi đem nàng đánh cho chật vật chạy trốn sao? Đúng rồi, ngươi mới vừa rồi không phải là nói người đi đến nơi đó của nàng ăn cơm đều mất trí nhớ sao?
Vân Chi nhớ tới Mạnh Quân Tử nhắc lên một trọng điểm khác. Đúng, Vân Chi đạo hữu biết đây là có chuyện gì sao? Vân Chi tựa ở ghế dựa hoàng đế bên trên nhắm mắt, tay có quy luật vểnh lên lan can ghế dựa hoàng đế, linh đang thắt ở trên cổ tay đinh đương rung động. Âm thanh linh đang biến mất, Vân Chi lời chứng, có một chút ý nghĩ. Theo ý ta, có hai loại khả năng. Một là lúc nàng đang nấu cơm dùng năng lực đạo quả, cứ như vậy, người nếm qua đều sẽ bị mất trí nhớ. Chỉ là bên trong cháo nàng bưng lên cho ngươi, ngươi cũng không có phát giác được năng lực đạo quả, bởi vậy khả năng thứ nhất tính không lớn. Vậy loại khả năng thứ hai là gì? Loại khả năng thứ hai chính là nàng đã từng bước tiếp cận cảnh giới siêu thoát, đặc tính tiên nhân lãng quên hiệu quả mở rộng, sẽ tự động chém dụng một chút nhân quả nhỏ, khiến cho người bình thường quên đi nàng. Mạnh Quân Tử hít sâu một hơi, nói như vậy người khai sáng luyện khí hệ thống này thật đúng là mạnh đáng sợ, chẳng trách mình đánh không lại nàng. Bất quá đây cũng chỉ là giả thiết, dù sao ta cũng chưa có tiếp xúc qua tiên nhân tương tự. Vân Chi nhắc nhở, đừng đem lời nàng nói xem như chân lý. Tin tức hai vị tiên nhân đại chiến rất nhanh liền truyền khắp Phật Quốc. Thiên Vương Thành phát sinh song tiên chiến. Lục Dương nghe được tin tức này 10 phần kinh ngạc. Không, phải nói hết sức cao hứng. Rốt cục chứng minh không phải nơi hắn ở mới có đại sự phát sinh. Thiên Vương Thành này hắn có thể cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tuyệt đối không có quan hệ gì với hắn. Là hai vị tiên nhân nào đánh nhau? Lục Dương hỏi Mạnh Cảnh Chu. Đây là tin tức mà Mạnh Cảnh Chu nghe được. Bên trong đó một là lão tổ tông nhà ta, một người khác cũng không biết. Bất quá nghe nói là thời điểm lão tổ tông nhà ta kiểm tra nơi vô tình giáo hạ lạc, không cẩn thận đụng phải tiên nhân khác, phát sinh một chút hiểu lầm, lúc này mới đánh nhau. Lão tổ tông nhà ngươi đến Phật Quốc, không liên quan với ta nha, ta chỉ là truyền tin. Mạnh Cảnh Chu vỗ vỗ bả vai của Lục Dương, nghiêm túc nói ra, không, là không liên quan với hai chúng ta. 15 tháng 5, Mộc Phật Tiết. Khai Hoàng Thành trên dưới một mảnh vui mừng, răng đèn kết hoa, bách tính bắt đầu thật sớm, đối với Phật tượng nhà mình không ngừng quỳ lại. Nếu là điều kiện cho phép, sẽ còn đi đến Khai Hoàng tự kính Phật, trai tăng, dùng ngày này kỷ niệm Thế Tôn sinh ra. Có thể thấy được bách tính của Khai Hoàng Thành đối với Phật môn vô cùng thành kính, đối với Thế Tôn kính ngưỡng. Thậm chí Lục Dương loại người không hiểu hương hỏa chi lực, cũng cảm nhận được lúc này đang sinh ra hương hỏa chi lực. Có lẽ Phật Quốc vô chủ hương hỏa chi lực nồng hậu dày đặc, chính là như thế ngày qua ngày bồi dưỡng. Chỉ có một người đối với việc này có phần có phê bình kín đáo. Sinh nhật của bản tiên không phải hôm nay à? Bất Hủ tiên tử vểnh miệng nhỏ lên rất không cao hứng. Lục Dương có chút động lòng, hỏi, vậy sinh nhật của tiên tử ngài là ngày nào? Nói đến quen biết tiên tử lâu như vậy, còn không biết sinh nhật của tiên tử. Mùng 1 tháng 6, vậy hôm nay là ngày gì? Lục Dương cảm thấy cũng không thể tự nhiên tạo ra được ngày lễ này, hôm nay khẳng định là có một loại kỷ niệm ý nghĩa nào đó. Bất Hủ tiên tử sờ lên cằm nhẹ giọng hít hà một chút, cảm thấy vấn đề của Tiểu Dương tử có chút xảo trá. 15 tháng 5 a, bản tiên qua nhiều lần như vậy, ai biết? A không đúng, bản tiên mới 16 tuổi. Bất Hủ tiên tử cảnh giác nhìn Lục Dương, hắn vừa rồi không nghe thấy mình nói một mình a. Làm đại thần, Lục Dương biết rõ có một số việc cho dù nghe thấy cũng muốn giả bộ như nghe không được. Hắn một mặt mờ mịt hỏi, tiên tử, ngài nhìn ta như vậy làm cái gì? Bất Hủ tiên tử lúc này mới yên tâm tiếp tục hồi ức. Nhớ rồi, hôm nay là ngày kỷ niệm sau khi bản tiên thành tiên lần đầu tiên chiến thắng 4 người ứng thiên tiên bọn họ. Lục Dương nhìn về phía bên đường dân chúng hất nước chúc mừng ngày lễ, ánh mắt trở nên tế nhị. Hôm nay thật đáng giá để chúc mừng sao? Đầu đường Khai Hoàng Thành người người nhốn nháo, kín người hết chỗ, là thời điểm náo nhiệt nhất từ khi xây thành trì Khai Hoàng Thành đến nay, bao năm qua Mộc Phật Tiết đều không có náo nhiệt như vậy. Thậm chí Đoạn Trần Đại Sư đều mừng rỡ không thôi, hắn biết hai người Lục Dương có sức ảnh hưởng lớn, nhưng không nghĩ tới sẽ lớn đến loại trình độ này. Là lịch sử nhân số đỉnh cao nhất nhiều gấp mấy lần trước kia, đến mức tăng lữ bảo trì trật tự đều không đủ dùng, nhân thủ có chút lấy chỗ này đáp chỗ kia. Lúc hai người Lục Dương đi ngang qua, nhìn thoáng qua tiếng người huyên náo trên lôi đài, xung quanh lôi đài người tụ tập rất đông. Trên lôi đài các nhóm tu sĩ luyện khí, trúc cơ, kim đan đều hiển thần thông, tranh thủ thông qua thi dự tuyển. Chương 1370, Long tranh hổ đấu. 2. Hai người Lục Dương tới làm ban giám khảo, tự nhiên không có khả năng mỗi một trận đều lời bình, như vậy quá thấp kém. Chỉ có các tu sĩ thông qua thi dự tuyển,
từ trong đám người trổ hết tài năng, tiến vào bát cường, hai người Lục Dương lúc này mới sẽ làm ban giám khảo đăng tràng lời bình. Cho nên mỗi một vị tu sĩ coi như không muốn giải thưởng, cũng phải nghĩ trăm phương ngàn kế chen vào bát cường, đạt được lời bình của hai người bọn họ. Nếu là hai người bọn họ khen ai một câu, cũng có thể làm cho người này dương danh. Trình độ đều rất bình thường a. Lục Dương nhìn hai mắt, đều là trình độ so với cấp bậc trung du, trình độ tốt cũng chỉ là trung du trách lên, vượt cấp khiêu chiến cũng khó khăn. Chịu đựng một chút a, ngươi cho rằng đây là tông môn chúng ta sao, khắp nơi đều có thiên kiêu. Bỗng nhiên đám người rối loạn lên, có người chỉ vào tu sĩ kim đan trên đài, phá lệ kinh ngạc, mau nhìn. Kia là Hoắc Doanh, nghe nói hắn hoàn thành thí luyện Chu Tước ở Chu Tước tự, tấn thăng đến địa bảng người thứ 99. Hắn làm sao lại tới đây? Lục Dương thần sắc quái dị, quay đầu hỏi Mạnh Cảnh Chu, địa bảng là thứ gì? Mạnh Cảnh Chu cũng lắc đầu, chưa nghe nói qua. Lục Dương vỗ vỗ bả vai người xem phía ngoài nhất có tiếng kêu lớn nhất, nghĩ đến là hắn sẽ biết được. Làm phiền hỏi một chút, địa bảng là cái gì? Người kia quay đầu, kinh ngạc với vấn đề của Lục Dương, các ngươi ngay cả địa bảng cũng không biết. Ừm, chúng ta đều là tu sĩ đại hạ, đến Phật Quốc tham gia trận đấu. Lục Dương như thực ra nói, vậy thì trách không được không biết. Chùa Tây Thiên ở Phật Quốc chúng ta vì khích lệ tu sĩ, cho tu sĩ Phật Quốc ta tiến hành xếp hạng. Bảng danh sách tổng cộng có 3 cái, phân biệt trúc cơ kỳ nhân bảng, kim đan kỳ địa bảng cùng với nguyên anh kỳ thiên bảng, mỗi một bảng danh sách đều có 100 danh ngạch. Trông thấy Hoắc Doanh trên đài không, vị đó chính là thiên kiêu thứ 99 trong bảng xếp hạng địa bảng. Bên trong tu sĩ kim đan kỳ xếp hạng thứ 99A, nghe nói ngay cả tu sĩ nguyên anh sơ kỳ bình thường đều không phải là đối thủ của hắn. Mặc dù còn không có chiến tích truyền tới, nhưng mọi người đều nói thực lực của hắn đủ để so sánh với tu sĩ nguyên anh sơ kỳ uy tín lâu năm. Người kia càng nói càng kích động, phảng phất Hoắc Doanh là đại nhân vật gì khó lường. Ai có thể nghĩ tới hắn sẽ tham gia một Phật tiết ở Khai Hoàng Thành, cứ như vậy, sợ là tu sĩ khác đều không có cơ hội. Lục Dương bừng tỉnh đại ngộ, trách không được tên gọi là Hoắc Doanh này nhìn qua có chút môn đạo. Thì ra có thể đứng hàng thứ tự trong kim đan kỳ tại Phật Quốc, đây là thiên kiêu có thể đánh đồng cùng với Bạch Cốt phu nhân à. Làm sao trên thiên bảng không tiếp tục thứ hạng, ta còn muốn thử một chút mình có thể xếp hạng vị trí nào. Mạnh Cảnh Chu tiếc nuối lắc đầu, đến Phật Quốc tới chậm, sớm biết Phật Quốc có bảng xếp hạng, nguyên anh kỳ hắn liền đến Phật Quốc. Bỗng nhiên, quần chúng lại lần nữa hoan hô lên, âm thanh một lần cao hơn một lần. Là Phương Vô Địch, xếp hạng thứ 95 địa bảng tên là Phương Vô Địch, hắn cũng tới. Cái gì? Là Phương Vô Địch đạt được chí tôn pháp môn Hoành Sa bí cảnh kia. Thế mà hắn cũng tới. Long tranh hổ đấu a. Hai đại tu sĩ xếp hạng địa bảng đối chiến, đây là trận chiến đấu khó gặp cỡ nào chứ? Phương Vô Địch, không nghĩ tới ngươi cũng tới. Vẻ mặt của Hoắc Doanh ngưng trọng, như lâm đại địch, hắn chưa từng giao thủ cùng với Phương Vô Địch, lại nghe nói qua rất nhiều cố sự liên quan tới hắn, đối phương xếp hạng trên mình, tuyệt đối là có lý do. Nghe nói ngươi chính là tiên thiên chí tôn thể, lúc mới sinh ra đã có kim long xoay quanh chìm vào trong cơ thể, hóa thành bớt trên người ngươi, sau đó tại vào lúc giữa trưa thu nạp chi khí thuần dương. Dẫn khí nhập thể, trăm ngày trúc cơ, tại Hoành Sa bí cảnh ngưng tụ một thân kim đan hoành luyện công phu đem mình chế tạo thành mình đồng ra sắt, con đường luyện thể này gần như đi đến cực hạn. Đi ngang qua mà thôi, thuận đường thử một chút. Phương Vô Địch từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây tề mi côn chế tạo tinh thiết, không biết có bao nhiêu kẻ liều mạng chết tại côn hạ. Hoắc Doanh sao, ngươi cũng không kém, nghe nói mẫu thân ngươi chính là thánh nữ Thông Huyền Thánh Địa, còn chưa xuất sinh đã lấy đại dược tôi thể, lúc sinh ra đời tay cầm một đoạn tiên thiên tử khí. Sau đó diệt lang đạo, chiến bay thi, hoành hành đại mạc 3.000 dặm, hộ tống thánh vật đấu vô song, xung quanh giận dữ vì hồng nhan, nói dứt khoát nghịch ra thánh địa, khiến người người kính nể. Hai người đối mặt, chiến đấu hết sức căng thẳng. Người xem nhiệt huyết sôi trào, không nghĩ tới một Phật tiết vừa mới bắt đầu liền có thể nhìn thấy chiến đấu như thế. Lục Dương nghiêm túc quan sát Hoắc Doanh cùng với Phương Vô Địch chiến đấu, nhìn hai người bọn hắn đấu lực lượng ngang nhau, không trải qua cảm khái, rất khó tưởng tượng xếp tại trong bọn hắn còn có 3 người. Phật Quốc vẫn là có cao nhân a, chênh lệch nhỏ như vậy đều có thể đem đi phân bậc xếp hạng. Mạnh Cảnh Chu quan sát hồi lâu, sửng sốt không nhìn ra hai người này có điểm gì xuất chúng. Không phải chứ, hai người này tương hỗ thổi nửa ngày, chỉ có chút bản lãnh này.
thời điểm ta Kim Đan kỳ có thể một lần đánh cả hai người bọn hắn. Các bạn vừa nghe xong tập 137 của bộ truyện Ai Bảo Hắn Tu Tiên của tác giả Tối Bạch Đích Ô Nha tại thư viện sách nói miễn phí, truyệnđọcviệt.pro. Mọi ý kiến góp ý xin vui lòng cho mình biết ở dưới phần bình luận video này. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.